cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 47 bị cáo khác về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên làm chủ tọa dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 11. Giữ quyền công tố tại tòa là kiểm sát viên Võ Phong Lưu, Đặng Quốc Việt và Đỗ Phước Trung. Trong vụ án này có 48 bị cáo kháng cáo, trong đó Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án. Bị hại là Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB và người có quyền nghĩa vụ liên quan gồm Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai, ông Nguyễn Sơn Hoa, Công ty TH Hạ Long, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh có kháng cáo. Hồi tháng 4, xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội tham ô tài sản, 20 năm tù, tội đưa hối lộ và 20 năm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt tử hình đối với Trương Mỹ Lan. Về thiệt hại của SCB, Hội đồng xét xử xác định 1.284 khoản vay khống là phương thức thủ đoạn để Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 677.000 tỷ đồng tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Đồng thời, bản chất toàn bộ số tiền trên do Trương Mỹ Lan sử dụng hoặc chỉ đạo sử dụng theo ý của bị cáo, nên Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ cho SCB. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xét thấy đến ngày 1 tháng 4 năm 2024 có một số khoản vay trong 1.284 khoản vay đã được tất toán. Đồng thời, Trương Mỹ Lan có một số tiền khắc phục hậu quả nên bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng trên 1.243 khoản vay. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan bị tuyên mức án 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Trương Huệ Vân bị tuyên phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản. Các bị cáo, nguyên là lãnh đạo SCB bị tuyên mức án chung thân gồm Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra SCB, bị tuyên án chung thân về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù. Theo nội dung bản án sơ thẩm, trong 10 năm từ 2012 đến 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng này. Đến năm 2022, nhóm của bị cáo Trương Mỹ Lan còn 1.284 khoản vay dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, bao gồm khoảng 484.000 tỷ đồng dư nợ gốc và hơn 193.000 tỷ đồng tiền lãi nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Bên cạnh đó, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp bàn bạc trao đổi với bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn tiếp xúc đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ và đưa tiền quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra. Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại SCB gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền là 514.102 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2, vụ chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 17 người về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh thành phố giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu. 17 người bị cơ quan tố tụng truy tố, trong đó có cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn cựu cán bộ công an Nguyễn Xuân Thông bị truy tố tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức
các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tới nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Cụ thể, Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ, tổ công tác của một số bộ ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly. Lợi dụng chủ trương này và chức vụ quyền hạn được giao, một số cá nhân tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã thỏa thuận nhận hối lộ, làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp đưa công dân về nước cách ly, y tế tại các địa phương. Các bị can còn trực tiếp hoặc qua trung gian móc nối thỏa thuận với cán bộ thuộc Bộ Y tế đưa hối lộ, nhận hối lộ với số tiền lớn để có văn bản chấp thuận xét duyệt cho công dân khách lẻ về trên các chuyến bay đơn lẻ. Có bị can lợi dụng vị trí công tác hướng dẫn, xúi dục người liên quan, khai báo gian dối, che giấu tội phạm gây cản trở việc điều tra. Trong đó bị can Trần Tùng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4,4 tỷ đồng từ một chủ doanh nghiệp, đồng thời lợi dụng chức vụ làm trái công vụ để tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện 7 chuyến bay, từ đó hưởng lợi 3,27 tỷ đồng. Nguyễn Văn Văn, cựu phó giám đốc Sở Y tế và Lê Ngọc Trường, cựu phó giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Quảng Nam cùng bị cáo buộc nhận hối lộ lần lượt 450 triệu đồng và 400 triệu đồng. Cựu phó trưởng phòng vận tải hàng không Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải Vũ Hồng Quang bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 7,4 tỷ đồng cho Phạm Trung Kiên, cán bộ y tế, bị can giai đoạn 1 để xin cấp phép cho Ban chỉ đạo chấp thuận cho 624 công dân về nước hưởng lợi gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều bị can là lãnh đạo doanh nghiệp bị truy tố tội đưa hối lộ. Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Viết Thế Sơn, sinh năm 1995, cựu cán bộ hạt kiểm lâm huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng 8 đồng phạm. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Viết Thế Sơn 30 tháng tù giam, 4 đồng phạm bị tuyên phạt mức án từ 10 đến 27 tháng tù giam, các bị cáo còn lại nộp tiền phạt. Theo cáo trạng, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023, Lê Hữu Thiện liên hệ với Trần Viết Thế Sơn để mua gỗ kiền kiền. Trong thời gian này, Sơn đã mua 2,580 mét khối gỗ từ Vĩ và Trần Văn Đông cùng 1,873 mét khối từ Nguyễn Văn Lãm để bán lại cho Thiện. Sơn và Cường đã sử dụng hai biển kiểm soát giả để gắn vào ô tô phục vụ việc vận chuyển lâm sản trái phép. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng Sơn, Cường và Nam đã vận chuyển mua bán tổng cộng gần 4,5 mét khối gỗ kiền kiền Phú Quốc. Hà và Lãm đã tham gia vận chuyển hơn 3,4 mét khối gỗ, Lanh tham gia bán gần 1,9 mét khối. Hai đối tượng Vĩ và Đông khai thác trái phép một cây gỗ kiền kiền có khối lượng gần 4,4 mét khối tại vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Nam Đông. Đối với Lê Hữu Thiện, mặc dù biết rõ nguồn gốc số gỗ là bất hợp pháp, nhưng vẫn mua hơn 4,4 mét khối gỗ để cất giữ nhằm bán lại. Xuất trình giấy chứng minh công an nhân dân giả khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, Đỗ Tuấn Dũng, 33 tuổi ở Hải Phòng đã bị công an bắt giữ khẩn cấp. Ngoài hành vi sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân giả, Dũng còn sử dụng biển kiểm soát ô tô giả. Hai giấy này, Dũng khai đặt mua trên mạng xã hội Facebook, trong đó chứng minh công an nhân dân giả được mua với giá 1 triệu đồng, biển kiểm soát ô tô giả mua với giá 500.000 đồng từ tháng 4 năm 2024. Trước đó, sáng ngày 18 tháng 10, tổ công tác Công an quận Hải An, Hải Phòng phát hiện ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz biển kiểm soát 30H68999 vi phạm luật giao thông đường bộ nên đã yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Quá trình làm việc, người điều khiển ô tô trên khai Đỗ Tuấn Dũng, 33 tuổi, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Đồng thời, Dũng tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại một công an phường ở Hải Phòng và xuất trình một giấy chứng minh công an nhân dân cùng một căn cước công dân cùng mang tên Đỗ Tuấn Dũng. Phát hiện nghi vấn, tổ công tác công an quận Hải An đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản sự việc, biên bản tạm giữ và niêm phong ô tô, niêm phong giấy chứng minh công an nhân dân. Sau đó, tổ công tác công an quận Hải An đã đưa ô tô và mời Dũng về trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, Dũng khai việc xuất trình giấy chứng minh công an nhân dân giả nhằm mục đích để tổ công tác tin tưởng bản thân là cán bộ công an mà bỏ qua vi phạm, không lập biên bản vi phạm hành chính. Kết quả điều tra xác định biển kiểm soát 30H68999 là giả. Dũng khai đã đặt mua trên mạng xã hội cùng thời điểm với việc đặt mua giấy chứng minh công an nhân dân giả với giá 500.000 đồng.
Kết quả xác minh xác định Đỗ Tuấn Dũng không phải là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hình sự Lê Thị Thanh Thảo sinh năm 1982 và Thiều Thị Thu sinh năm 1971 cùng chú xã An Ninh Tây, huyện Tuy An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài cá nhân trả nợ tiền gốc lãi, đã vay của nhiều người nên Thảo và Thu nảy sinh ý định tiếp cận một số người buôn bán tại các chợ, người có tài sản, người cho vay, nấu đám cưới trên địa bàn huyện Tuy An, Sông Cầu, Đồng Xuân để vay mượn tiền sau đó chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi tiếp cận, Thảo và Thu bàn bạc thống nhất với nhau đưa ra nhiều thông tin gian dối như tên giả, hiện làm nghề buôn bán hải sản với số lượng lớn, có đất đang làm giấy tờ để bán, có người nhà chuẩn bị làm đám cưới cho con, xây dựng nhiều kịch bản để các bị hại tin Thảo và Thu là những người có điều tra kinh tế khá giả. Bị hại mà hai nghi can nhắm đến là người có điều kiện kinh tế. Sau khi tạo được lòng tin, Thảo Thu sẽ mượn số tiền ít và trả đầy đủ, sau đó cả hai tiếp tục hỏi mượn hoặc nhờ đứng ra vay số tiền lớn hơn rồi chiếm đoạt. Theo điều tra, khoảng tháng 4 năm 2024, Thảo và Thu tiếp cận bà N, huyện Tuy An, tự giới thiệu là những người buôn bán hải sản lớn cho các nhà hàng khách sạn lớn có thu nhập cao. Bà N tin tưởng cho Thảo và Thu mượn nhiều lần tiền với số tiền gần 1,5 tỷ đồng, sau đó cả hai chia nhau chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Công an điều tra xác định với thủ đoạn trên từ năm 2023 đến nay, Thảo và Thu đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của nhiều người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những người nào là nạn nhân bị Thảo và Thu lừa đảo bằng hình thức trên cần liên hệ trực tiếp đến Công an tỉnh để được hướng dẫn giải quyết. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.